Hầm thuốc độc kỳ bí. Ngày xưa, ở vương quốc Georgia có cô bé Layla vô cùng xinh đẹp. Tuy nhiên, Layla lại sinh ra trong một gia đình rất nghèo, mẹ lâm bệnh nặng. Sao hôm nay con bán về muộn thế? Ở nhà mẹ rất lo, không biết có chuyện gì xảy ra với con không? Từ mai, con hãy về khi chiều tối, mặt trời bắt đầu xuống. Đừng về quá trễ, kẻo gặp nguy hiểm. Dạ, con không sao đâu mẹ. Hôm nay mẹ thấy đỡ hơn chưa ạ? Con cố nán lại xem có khách xem vải không nên mới về trễ đó ạ. Khổ thân con cực khổ quá. Cũng tại mẹ bệnh mãi không khỏi. Bao nhiêu tiền trong nhà tiêu hết vào việc thuốc thang. Thật là tốn kém. Hết đợt thuốc này, mẹ thấy đỡ hơn rồi. Con đừng lấy thêm nữa. Hãy giữ lại, mua sắm cho bản thân mình đi. Không được đâu mẹ. Bệnh mẹ phải điều trị vài ngày mới khỏi được. Mẹ đừng lo, mỗi ngày con cố thêm một chút là được ạ. Thôi, mẹ biết bệnh mẹ. Vô ích thôi con. Chỉ vì thân già này mà hại cả thanh xuân của con. Dạ, mẹ đừng nói thế mà. Hạnh phúc lớn nhất của con là được làm con gái mẹ. Con gái của mẹ vừa xinh đẹp vừa hiền lành. Năm nay cũng đến tuổi gả đi rồi. Vậy mà mẹ làm con phải vất vả quá. Bàn tay con dệt vải đến chai sạn cá rồi. Chỉ cần mẹ khỏe và ở bên con chẳng thấy cực khổ gì cả. Mẹ nhất định phải lạc quan lên nhé. Mẹ khỏi bệnh rồi, hai mẹ con ta sẽ đi thăm thú một chuyến, đến những vùng đất tươi đẹp. Hy vọng hôm nay sẽ bán hết sớm số vải này để con về thăm mẹ. Mình cứ đi từ sáng đến khuya như vậy, chỉ còn một mình mẹ ở nhà, thật chẳng yên tâm chút nào. Các anh vào xem vải đi ạ. À, vải đẹp lắm. Đâu ra cô em bán vải trông tươi và xanh thế kia? Đúng vậy, xinh thế kia mà ngồi xó chợ bán vải phí quá. Này, cô gái xinh đẹp như nữ thần giữ chốn này, sao mặt nàng lại buồn như vậy chứ? Hay đi chơi với ta đi, ta sẽ làm nàng vui lên ngay lập tức. Dạ, xin mời các ngài nán lại xem vải lụa. Là vải dệt thủ công bằng bông tơ rất tốt đó ạ. À, ngài có thể mua làm quà tặng cho người thân, cũng rất được đó ạ. À, hàng quá để sau đi. Thích, ta có thể mua cả sạp hàng của nàng cũng được nữa là. Ôi, cô em xinh đẹp quá. Má em mềm như mặt ông thế. Tránh ra, ông làm gì vậy? Nàng xinh đẹp như vậy, hay là về làm vợ ta đi. Số nàng không phải để làm mấy việc khổ sở như vậy. Làm vợ ta đi, ta cho nàng được ăn sung mặc sướng. Các người thật xấu xa, bỏ tôi ra, còn không mau cút đi. Không, tôi hét lên bây giờ. Hét à? Đây thì hét này. Ông làm gì vậy? Sao ông lại dám? Thôi, chúng ta đi thôi. Con này đánh đá quá, đúng là mất hứng. Đã nghèo rồi lại còn tỏ vẻ cao giá. Dạo này vải mang ra chợ bán không được bao nhiêu hết. Đã thế lại còn hay bị lũ du côn trêu ghẹo. Mình phải làm sao bây giờ? Úi chà, xem chúng ta gặp ai kìa mọi người. Chà, nữ thần có duyên với bọn ta đấy. Người ta gọi đây là thiên duyên tiền định đấy cô em. Chà chà, càng nhìn càng thấy cô em xinh gái quá. Không, không, các anh làm gì vậy? Đừng có lại gần tôi.
hay đi đâu. Tận trời cô em. Này cô gái ơi, sao lại bỏ chạy thế? Lúc sáng chưa nói được bao nhiêu câu hết, hay bây giờ dừng lại mình nói chuyện vui vẻ chút nha. Ơ kìa, chúng ta đều là người tốt mà, đừng sợ hãi vậy chứ. Mấy người, để cho tôi yên đi, xin mấy người đấy. Sao lúc sáng nàng nói mạnh miệng lắm mà, sao bây giờ lại sợ sệt như vậy? Giờ cô có chạy đằng trời nha. Yeah. Có trời mà cứu. Có anh đây cô em, anh sẽ cứu em. À! À! Con khốn vậy. Trời, không ngờ mình có thể đá ngã chúng. Mình phải chạy đi. Chạy đi nhanh khỏi đây. Dám đánh ta ư? Rồi cô sẽ biết thích làm giá với ta thì sẽ có kết cục gì. Sống sung sướng không muốn, vậy ta bán cô làm người hầu kẻ hạ, cùng lắm cũng được vài đồng uống rượu. Tưởng cao giá lắm sao? Không được rồi, tôi phải tìm mọi cách ra khỏi đây sớm nhất thôi. Không biết mẹ tôi ở nhà ra sao, lại không có tin tức của con gái. Chắc mẹ tôi buồn bã tuyệt vọng mất. Thuốc bà cũng sắp cạn rồi. Trời ơi, cô nói khẽ chưa đến tay chủ quản, họ lại cho cô vài gậy bây giờ. Cô cũng to gan, hai lần trước bị bắt nhốt, không cho ăn uống còn bị đánh bầm dập, mà cô vẫn chưa biết sợ là gì hay sao? Tôi bị bọn người xấu lừa bán vào đây, tôi không thể sống trong cung không biết tin tức của mẹ tôi được. Mẹ tôi sẽ chết mất. Tôi nhất định phải thoát được ra khỏi chỗ này. Đã bao nhiêu người có ý định rồi, còn có người bị đánh tới chết. Tôi khuyên cô nên từ bỏ ý định đó đi là tốt hơn. Một khi đã vào cung rồi thì số phận chúng ta cả đời chết cũng là ma ở trong cung mà thôi. Quả thật Đức vua là một người nhân từ, lại rất thương kẻ hầu người hạ. Hôm trước tôi nghe nói có người làm rơi vỡ chiếc bình hoa rất quý, quan quản phạt đánh 100 roi, nhưng đức vua thương tình bèn cho qua. Đúng rồi đấy, mấy năm trước tôi mới vào cung, có lần thấy trời trở lạnh, đức vua thấy trang phục người hầu mỏng manh nên cho người may áo ấm cho người hầu trong cung mà. Có được đức vua, kiếp hầu nữ như chúng ta cũng đỡ tuổi cực hơn biết nhường nào. Chỉ mấy tên quản quan kể có chút quyền hạch sách suốt thôi. Nếu đúng như vậy, mình nhất định phải gặp đức vua để xin người cứu giúp. Đó là cơ hội duy nhất lúc này của mình. Nhưng ta thân phận nô lệ thấp hèn, làm sao lại được gặp vua chứ? Dừng lại nào, đợi ta với. Tướng vàng, ta bắt được ngươi rồi nhé. Bắt được rồi. Dạ, một cô gái thật xinh đẹp. Vẻ đẹp của nàng sánh ngang với những đóa hoa tươi thắm kia, nhìn một lần cũng không muốn rời mắt. Nàng ta là ai vậy? Dạ thưa bệ hạ, nhìn trang phục chắc hẳn nàng ta là nô lệ mới được đưa vào cung. Hay để thần gọi nàng ta lại hầu chuyện bệ hạ ạ? Thôi khỏi cần, cứ để nàng ấy tự nhiên đi. Hoàng cung ai muốn vào thì vào, ai muốn ra thì ra hay sao? Đã đặt chân vào cung vua mà dám trốn ư? Các ngươi đúng là chán sống rồi. Nay ta đành cho các ngươi tỏa nguyện. Người đâu, tống chúng vào ngục tối, không cho ăn 3 ngày, xem có chịu làm việc không.
rồi. Cô có sao không? Trả lời tôi đi. Tôi, Meya đây. Trời ơi, sao cô lại cứ ngang bướng liều mạng như vậy? Cô không trốn khỏi cung này được đâu. Tôi không thể gặp đức vua. Tôi muốn xin người thương xót cho tôi được trở về với mẹ ở nhà. Nhưng hết lần này đến lần khác đều không xin vào gặp vua được. Tôi không còn cách nào khác. Tôi đành liều trốn khỏi cung. Thôi, từ giờ cô không phải làm như vậy nữa. Cứ chấp nhận ở đây thôi. Thay vì nghĩ cách trốn thoát thì ngoan ngoãn ở lại làm việc kiếm chút đồng gửi về nhà còn hơn. Không được, mẹ tôi ở nhà một mình, bà còn bệnh tật như vậy. Suốt 2 tháng qua, trong cung tôi không yên tâm chút nào. Layla à, tôi xin lỗi, nhưng mà hôm trước cô gửi tôi ít tiền, nhờ một người mang rau cho nhà bếp trong cung mà tôi quen tìm đến nhà đưa cho mẹ cô, thì người ta nói... Nói gì? Nói cái gì? Cô nói nhanh lên. Mẹ của tôi làm sao? Mẹ cô đã mất được hơn tháng nay rồi. Trời ơi! Cô nói thật đi chứ! Mẹ tôi mất rồi sao? Tại sao là như thế chứ? Mẹ ơi, con đã không thể bên mẹ lúc mẹ cần con nhất. Mẹ mất là lỗi của ta, do ta bất hiếu để mẹ đợi chờ trong mỏi mòn. Nghe nói cái hầm rượu nhỏ ở lâu đài này có thuốc độc, mà nghe nói cánh cửa ở đây không mấy khi khóa. Mẹ mất là lỗi của ta, do ta bất hiếu để mẹ đợi chờ trong mỏi mòn. Ta phải tự giải thoát bản thân mình. Mẹ ta mất rồi, động lực để ta cố gắng cũng chẳng còn. Ta còn tha thiết gì cuộc sống ở trong cung như chốn tù đầy nữa chứ. Mẹ ơi, mẹ sẽ không còn cô đơn nữa. Trời ơi, cái gì thế này? Cô là ai? Tại sao cô lại ở đây? Ngài là ai? Tôi đang ở đâu thế này? Hay nhỉ, tôi đang hỏi cô mà cô hỏi ngược lại tôi à? Cô có biết cô đang phạm vào tội chết không? Ồ, vậy tôi chưa chết sao? Vậy đây không phải là địa ngục á? Tôi tưởng tôi đã chết rồi cơ mà. À, hóa ra cô định đột nhập vào kho rượu nho này để tự tử hả? Mà sao cô biết ở hầm rượu nho này có thứ thuốc độc này chứ? Tôi trước đây có nghe một người lính nói ở hầm rượu nho có thuốc độc, cấm ai được vào. Vì thế tôi... Nhưng tại sao cô lại tự tử? Tôi thấy cô cũng trẻ trung xinh đẹp thế kia, sao phải tìm đến cái chết? Tôi bị bắt vào cung làm nô lệ, và mẹ tôi vì đợi tôi mỏi mòn mà không về, không có thuốc chữa bệnh nên đã chết. Tôi chẳng còn muốn sống nữa. Nhưng sao tôi uống thuốc độc mà vẫn không chết? Tại sao vậy? May cho cô rồi đấy nha. Cả năm chỉ có vụ nho này là ngon nhất. Đây cũng là loại nho mà đức vua thích ăn nhất. Các ngươi phải bê cho cẩn thận, nhớ chưa? Chúng thần hiểu rồi ạ. Các ngươi mà làm thất thoát thì đừng hòng giữ được mạng sống. Thưa ngài, có một số quả nho rơi dưới đất cũng bị nát rồi, chúng tôi có thể ăn chúng được không ạ? Cái gì? Rơi giả và dập nát? Ta đã nói phải cẩn thận rồi cơ mà. Di chuyển mà dập nát rơi giả thì sao tránh được ạ? Vậy đám nho nát đó
có thể cho chúng tôi ăn được không? Nó cũng không đến lượt các ngươi. Nho quý nhất của vương quốc đó, gom tất cả vào thùng cất vào một chỗ cho ta. Kẻ nào dám ăn dù chỉ là một quả nát, chặt đầu không tha, hiểu chưa? Dạ, dạ, tôi hiểu rồi ạ. Này, mấy người kia qua đây, sao nho lại nát và chảy nước hết thế này? Thưa ngài, đó chính là những thùng nho hỏng mà chúng tôi đã báo với ngài đó ạ. Trời ạ, tưởng chỉ một số ít mà nhiều thế này ư? Nho quý thế này mà lại bị dập nát. Các ngươi hãy mau cất những thùng nho đã chảy nước này vào trong hũ đi cho ta. Dạ, ngài xem xét lại, đã chảy nước thế này thì làm sao chúng ta không dứt đi, để lại làm gì cho bẩn thỉu hôi thối ạ? Ngươi thì biết cái gì mà bày đặt ý kiến. Loại nho này rất quý, nhất định không được uổng phí. Vậy chúng thần sau khi chuyển vào trong hũ rồi thì cứ để đó như thế mãi hả? Những bình nho này nếu bỏ ra mà đến tay đức vua, khu trồng nho và binh lính vận chuyển chắc chắn sẽ không tránh khỏi tội. Hãy dán nhãn những bình ấy là thuốc độc. Thuốc độc? Sao lại dán là thuốc độc? Để đừng ai động tới chứ còn sao nữa. Cứ làm vậy, để rồi từ từ ta nghĩ cách xử lý sau. À, dạ vâng ạ. Chuyện này cứ tuân theo lời đi cho được việc. Chúng ta chỉ là đám người hầu thấp kém, không có quyền ý kiến đâu. Mà cậu cũng nên bớt nói đi thì hơn. Cẩn thận, có ngày giả miệng. Tôi hiểu rồi. Vậy hóa ra tôi đã uống nho ủ lâu ngày thành rượu, không phải là uống thuốc độc. Thảo nào tôi đã không chết. Đúng vậy, may mắn vạn lần cho cô đó. Nhưng tôi đâu có muốn sống. Ngài có thuốc độc, xin hãy cho tôi, để tôi được chết. Cô gái, mẹ của cô do bệnh tật ốm đau mà chết, đâu phải do cô. Hơn nữa, nếu cô chết, cô nghĩ xem, người mẹ đã sinh ra cô, đã nuôi cô lớn lên, bà ấy có an lòng nhắm mắt khi cô muốn kết liễu cuộc đời mình không? Nhưng mẹ tôi mất rồi, tôi giờ chẳng biết tôi còn sống vì điều gì nữa. Cô trông cũng xinh đẹp và trẻ trung, cuộc đời còn bao thứ ở phía trước. Cô không nên chết uổng phí như vậy. Hay tôi sẽ giới thiệu cô vào làm nấu ăn trong bếp ăn của hoàng thượng. Cô cứ làm việc chăm chỉ ngoan ngoãn, rồi những điều may mắn sẽ đến với cô. Ngài không giết chết tôi vì dám xâm phạm hầm rượu này, lại còn giúp tôi ư? Đúng vậy, ta những muốn xử phạt cô, nhưng hoàn cảnh cô cũng thật đáng thương. Âu cũng là cho cô cơ hội để báo hiếu cho người mẹ của cô đó. Đội ơn ngài, con xin đội ơn ngài. Thôi nào, cứ ngồi dậy đi. Coi như hôm nay ta đã cứu được một mạng người, vậy cũng là một điều hạnh phúc của ta. Ngài có thể cho con được xin một bình nước nho mà con đã uống, coi như để con được nhớ lại diễm phúc ngày hôm nay, được gặp ngài ở đây không? Được, cô hãy cứ đi trong hầm rượu nho này và lấy bình rượu trong các bình thuốc độc mà cô thích nhất. Thì ra nho nát ủ lâu ngày lại ra được thứ nước uống tuyệt vời như thế. Mình đã uống hết cả mấy bình, mà khi dậy lại thấy cảm giác vui vẻ, phấn chấn hơn nhiều. Nếu làm một đầu bếp ở trong cung, mình sẽ thử khi nào có cơ hội cho nhà vua uống thứ nước này. Người vốn thích ăn nho, chắc chắn người sẽ bị chinh phục với loại nước uống từ nho này cho mà xem. Nào, các khanh, hãy cùng nâng ly lên nào. Đội ơn đức vua. Đội ơn người. Ồ, ta đang được thưởng thức thứ nước gì thế này? Sao ta thấy vừa lạ vừa quen? Người đâu? Gọi đầu bếp ra đây. Dạ, thưa đức vua, tỳ nữ chính là người làm ra thứ nước này đây ạ. Ôi, là nàng đó sao?
Dạ, là thần. Nhưng đức vua, tại sao người lại hỏi vậy ạ? À? Ta đã bắt gặp nàng vài lần trong vườn hoa. Nhìn gần, nàng còn đẹp hơn nữa. Nào, bây giờ thì nàng hãy cho ta biết thứ nước này là gì đi. Dạ, thưa đức vua, đây là nho được ủ lên men khoảng nửa năm nay, sau đó lấy nước để uống ạ. Dạ, thứ rượu nho này hấp dẫn vì có màu sắc tươi thắm, là nho nguyên chất tạo nên mùi thơm khi rót ra ly nồng nàn, tạo cảm giác mạnh nơi sống mũi. Nàng nói hay lắm, thứ nước nho này cũng rất ngon. Ta có cảm giác uống một ngụm lại muốn thêm một ngụm nữa. Quả thật rất sảng khoái khi uống thứ nước này, càng uống càng say, say cả người lẫn rượu. Từ giờ hãy gọi nó là rượu nho và phổ biến khắp chốn hoàng cung cho mọi người cùng thưởng thức. Layla được vua yêu mến vì sắc đẹp và cả sự thông minh. Về sau, nàng được vua phong làm hoàng hậu. Dân chúng khắp đất nước học theo nàng Layla ủ nho làm ra thứ nước kỳ diệu, say đắm lòng người. Đây dần trở thành thứ nước không thể thiếu trong mỗi bàn tiệc của người phương Tây. Ngày nay, người ta biết đến thức uống đầy quyến rũ này với tên gọi là rượu vang. Bộ phim lấy cảm hứng từ câu chuyện ra đời của rượu vang tại vương quốc Rusia cổ đại vào khoảng 6.000 năm trước công nguyên. Chỉ cần có mẹ thôi. Na ơi, mẹ về rồi này. Mẹ. Mẹ ơi, con quạt cho mẹ nhé. Mát không mẹ? Mát, mát lắm. Con gái yêu của mẹ giỏi quá. Đúng là mau mủ, 6-7 tuổi đầu đã biết thương mẹ rồi, chứ không như cái người bạc tình bạc nghĩa kia. Mẹ, trời đánh tránh miếng ăn, sao mẹ cứ lôi cái chuyện ấy ra nói giữa bữa cơm mới được ạ? Tại bà mà mẹ giận rồi, con không chơi với bà nữa. Chưa ngủ còn làm cái gì đó? Con giận mẹ à? Mẹ, sao mẹ lại nói thế? Dù gì cũng tại con mà con bé không có được hạnh phúc trọn vẹn từ cả ba và mẹ. Con thấy mình tệ quá. Mẹ à, con định sẽ lên thành phố lập nghiệp. Có ông đạo diễn nổi tiếng về nhà máy tập văn nghệ. Ông khen con hát hay, lại ưa nhìn. Ông sẽ giúp con trở thành diễn viên. Tưởng lên được tivi mà dễ. Báo khóc phải khóc, báo cười phải cười. Con làm được không? Con cũng có tố chất mà mẹ. Diễn thì tập là được mà. Còn con Na, để cho ai? Ở nhà với bà chứ sao? Người ta cho mình cơ hội mà không nắm lấy là thiệt. Con nghĩ cho kỹ đi. Nó còn nhỏ, ba đã không có rồi. Mẹ đi nữa không được đâu con. Mẹ cứ làm như con đi hẳn không về nữa ấy. Bao giờ con đi? Cuối tuần con đi rồi mẹ ạ. Mẹ ơi, mẹ thương con thương cháu. Mẹ cố gắng chờ con đổi đời mẹ nhé. Chị xem kỹ lại giúp em với. Đạo diễn Kiên nói sẽ giúp em đăng ký vào lớp diễn viên tài năng mà. Tôi không biết. Tôi chỉ tuyển người đóng thú bông trong công viên thôi. Cô có làm không? Đóng thú bông ư? Sao lại thế được? Rõ ràng anh ấy cầm của tôi 10 triệu tiền phí đào tạo rồi mà. Cô này hay nhỉ. Nói bao nhiêu lần rồi, một là làm, hay là về đi cho tôi làm việc. Sáng ra đã lằng nhằng. Na ơi, làm sao bây giờ hả cô? Mẹ làm mất hết rồi. Mẹ còn mặt mũi nào nhìn bà, nhìn con nữa đi. Công việc đơn giản lắm. Quản trò bảo làm gì thì làm, thân thiện với tụi trẻ con là được. Nhảy múa hoạt náo vào đấy. Vâng ạ. Con gái à, mẹ nhớ con quá, muốn về với con quá. Ước gì mọi chuyện chỉ như một giấc mơ thôi. Có đoàn học sinh đến đấy, diễn cho tốt vào nhé. Các con, chúng mình đến chào bác gấu đi nào. Thôi được, bé Na,
Là Bena phải không nhỉ? Không thể để con bé nhận ra mình được. Cha, bụng bắt gấu êm quá, còn ấm nữa, ấm như bụng mẹ ấy. Bắt gấu, bác làm sao thế? Cho bác khóc. Bác lo chúng cháu đi rồi bác sẽ buồn đúng không? Bác đừng khóc, cháu cũng rất nhớ mẹ, nhưng cháu không bao giờ khóc. Nếu biết cháu khóc, mẹ cháu sẽ rất buồn. Bác mà khóc là gấu con buồn đấy. Bé Na, con nói với bác gấu điều ước đi. Nhanh, còn đến bạn tiếp theo. Cháu ước mẹ cháu về với cháu. Bác đừng quên điều ước của cháu nhé. Bác gấu đi đâu thế nhỉ? Bác gấu, bác sao thế ạ? Bác không sao. Cháu ra chơi với các bạn đi, kẻo sắp đến giờ về rồi. Bác có thể hóa phép gửi bức thư này cho mẹ cháu được không ạ? Các cô giáo bảo bưu điện xa lắm, ô tô sẽ không đi qua đó. Được, bác nhất định sẽ chuyển giúp cháu. Cháu cảm ơn bác gấu ạ. Mẹ ơi, bà bảo mẹ đi làm kiếm tiền để mua quà cho con. Con không cần quà đâu ạ. Con không cần búp bê, không cần cặp sách công chúa. Con chỉ cần mẹ về với con thôi. Con gái, con về trước với các bạn nhé. Sớm mai mẹ sẽ về với con. Mẹ sẽ không đi đâu nữa. Điều ước cuối cùng của Bồ Công Anh. Những bông hạt trắng cuối cùng cũng nở rồi. Khi những bông hạt này bay đi thì cũng là lúc mình tàn úa đi như các anh chị Bồ Công Anh khác. Nhìn xem, bác ấy vừa cao lớn, hoa lại đẹp thế kia. Bác ấy đã sống qua bao nhiêu mùa xuân rồi, hẳn là phải tuyệt biết bao. Kìa Bồ Công Anh, có chuyện gì mà bạn khóc vậy? Giờ tôi chỉ còn lại những chùm hạt trắng này, cũng chẳng mấy mà gió sẽ cuốn chúng đi hết. Thật bất hạnh làm sao. Kìa bạn Bồ Công Anh, bạn đừng quá buồn lòng. Tôi sẽ tiết lộ cho bạn một bí mật nhé. Bí mật gì? Khi những hạt trắng của bạn bay đi theo gió, cũng là khi cuộc hành trình của bạn bắt đầu đấy. Không chỉ ở mảnh đất này, bạn có thể sẽ bay đi rất cao, rất xa, đến những mảnh đất tuyệt vời khác. Tôi cũng chẳng muốn đi đâu cả. Cứ sống mãi ở đây và ra những chùm hoa đẹp đẽ như bác táo kia có phải là tuyệt hơn không? Được rồi, nếu như bạn muốn vậy thì tôi sẽ giúp cho bạn. Bạn giúp tôi được thật sao? Với sợi dây phép thuật này, mọi điều ước của bạn sẽ thành sự thật. Nhưng hãy nhớ kỹ, khi hạt cườm cuối cùng của sợi dây này tắt sáng, thì khi đấy, điều ước của bạn sẽ không hiệu nghiệm nữa. Cảm ơn nàng Tiên Xuân. Xem nào, tôi ước được trở thành cây táo to đẹp thế kia. Chuyện gì thế kia? Chào bác táo, cháu là Bồ Công Anh đây ạ. Cây Bồ Công Anh bé nhỏ vẫn sống dưới gốc cây của bác ấy. Bồ Công Anh, xem cháu kìa, được trở thành cây táo khiến cháu vui sướng đến thế sao? Dĩ nhiên là vui sướng lắm ạ. Cái gì thế này? Những chú chim đáng ghét, thà đám cỏ khô kia đi chỗ khác ngay. Ngứa quá, ngứa quá. Vẫn không chịu đi à? Tôi ước những chú chim này phải đi ngay chỗ khác. Có thế chứ. Đau quá. Tôi ước con chim đáng ghét kia đi ngay chỗ khác. Bồ Công Anh này, bác tưởng đã trở thành cây táo rồi, cháu phải hài lòng chứ. Nhưng mà cháu đâu có biết là lắm thứ khó chịu thế này. Thì cháu phải sống cuộc đời của cây táo, chứ không thể như khi cháu vẫn là Bồ Công Anh được. Ta mong cháu sẽ sớm thích nghi và trở thành cây táo thực thụ để thay ta che chở cho mảnh đất này. Bác táo ơi, bác nói vậy nghĩa là sao? Ta sống cũng đã đủ lâu rồi, giờ thì có cháu rồi, cháu hãy mạnh mẽ lên, ta sẽ giúp cháu sớm thích nghi. Cháu, bác đừng nói thế chứ. Bác cao lớn và vững chắc thế này thì sao mà gục ngã được ạ? Đau quá.
Sao mưa lớn thế này? Tôi ướt. Bồ Công Anh, cháu lại định ướt cho bão dừng lại sao? Hết cơn bão này tan, cơn bão khác sẽ lại đến thôi mà. Cháu đâu thể cứ ướt mãi như vậy. Mưa gió sẽ giúp cháu mạnh mẽ hơn. Gắng lên nào. Xem chừng làm cây táo cũng chả sung sướng gì. Bác táo ơi, cháu xin lỗi. Dù có thân hình to lớn, nhưng cháu vẫn chỉ là bồ công anh bé nhỏ mà thôi. Cháu không chịu được con bão thế này đâu ạ. Tôi ước được lại là bồ công anh. Đúng là ở dưới cây này đỡ hơn nhiều. Gì kia? Một vết mục ruộng lớn đến thế. Bác ấy vẫn gắng che chở cho mình. Bác táo, nguy rồi. Bác táo thật vĩ đại. Bác ấy đã phải chịu bao nhiêu nỗi đau đớn ấy vậy mà vẫn luôn nghĩ cho người khác. Còn mình thì... Tôi ước bác táo luôn tươi tốt, mạnh khỏe. Không giông bão nào có thể khiến cho bác táo gục ngã được. Phép màu gì kỳ diệu vậy? Bác táo, chúc bác sống hạnh phúc, vui vẻ. Cháu lên đường đi chu du đây. Khi nào có dịp trở lại, cháu sẽ kể cho bác nghe về những nơi cháu đã đi qua. Cảm ơn bồ công anh. Cháu tuy nhỏ bé nhưng thật tốt bụng. Hãy tự hào về điều đó và sống thật ý nghĩa với cuộc sống của mình nha. Chuyến đi của mèo già. Mina, con yêu của ta, đến giờ ăn rồi, lại đây nào. Mèo, mèo. Ngoan lắm, Mina. Mèo, mèo. Ôi cha. Cho phép cậu bám trên cửa sổ nhà tôi thế kia. Người thì nhếch nhác bẩn thỉu, làm bẩn hết nhà tôi rồi kìa. Hay chà, tớ chỉ muốn tránh con chó hung dữ kia thôi mà. Mà cậu làm gì phải giữ nhà thế? Ngoài kia nắng đẹp lắm, ra ngoài chơi với tớ đi. Thôi, thôi, ra ngoài vừa bụi bặm, vừa lắm nguy hiểm. Lại gặp phải con chó hung dữ như cậu thì chẳng hay chút nào. Mà sao mùi của cậu khiếp quá vậy? Tớ có thấy gì đâu nhỉ? Các bạn tớ ở ngoài kia đều có mùi như vậy cả. Ở đây tôi đã được bà chủ yêu thương, chiều chuộng, cần gì được nấy. Ra ngoài đi chơi thì nhếch nhác như cậu à. Tôi không đi đâu. Thế này mà cậu bảo thích hả? Bốn bức tường, chẳng có cây cối, chẳng tự do gì cả. Chán chết. Thôi, tôi đi đây. Cây với chả cối, không được sống sung sướng như người ta nên ghen tị đó hả? Buổi chiều. Nằm trong này vừa an toàn, lại vừa có người đưa đi, chả mất công gì cả. Ôi trời, con tinh quá, ngửi ngay thấy mùi cá cơ đấy. Anh ơi, lấy tôi một ký cá biển nào. Bà chủ đâu mất rồi? Bà chủ ơi, bà đâu rồi? Mình lạc vào đâu thế này? Ôi, đói quá, mệt quá. May quá, có thức ăn rồi.
Ôi cha. Đây là lãnh địa của ta. Ai cho mày vào đây hả? Có ai cứu tôi với. Cứu tôi với. Không. Ôi cha. Chúng mày nhớ lấy, tao sẽ không bỏ qua đâu. Cậu có phải là mèo không vậy? Có bức tường như thế này mà không nhảy lên được là sao? Nhưng tớ chưa bao giờ nhảy cao như thế. Tớ nhớ ra rồi. Tại cậu suốt ngày quanh quẩn ở trong nhà, được bà chủ cho ăn, cho uống và chiều chuộng, cậu chẳng làm gì, nên bản năng loài mèo bị suy yếu. Cậu không thể tự chăm lo cho mình mà phải dựa dẫm vào người khác. Tớ đúng là thế. Thôi, đừng khóc nữa, để tớ dẫn cậu về nhà nha. Lần tới cậu nhớ đến nhà tớ. Cậu rủ tớ ra ngoài chơi với cậu được không? Tớ muốn đi ra ngoài, tớ muốn nhảy được lên bờ tường nữa. Dĩ nhiên là được rồi. Tớ sẽ dạy cho cậu trèo cao, bắt chuột và cả chiến đấu với loài chó nữa. Cô bé tóc xù. Ấy chà, xem Quỳnh Châu của chúng ta nè. Ăn bánh mì có giúp tóc tớ xoăn và xù lên giống như tóc cậu không? Những đứa tóc xù thường bị giỡn hơi như vậy sao? Con gái, con đang có chuyện gì buồn hả? Sao không chịu xuống ăn cơm? Mẹ, tại sao con không có một mái tóc đẹp? Sao thế? Có ai trêu chọc con phải không? Các bạn chế giễu con vì mái tóc xù của con. Các bạn chỉ nghịch ngợm đùa vui vậy thôi, chứ mẹ tin không có gì cả. Con rất xinh đẹp, rất ngoan ngoãn mà. Không, không đâu. Con muốn cắt tóc, con muốn cắt tóc. Con ghét mái tóc này, con ghét nó. Vì nó mà con không được mọi người yêu quý như Mai Linh, như Lan Anh. Tóc của các bạn ấy thật mượt và ống ả. Con ghét mái tóc của con. Được, vậy cuối tuần này ta sẽ đi cắt tóc, nếu con muốn. Thật không mẹ? Mẹ cho con ép thẳng tóc nữa mẹ nhé. Yeah, thích quá. Mẹ muôn năm. Yêu mẹ nhất trên đời. Như tuần trước đã lên kế hoạch, trước thềm chương trình trại hè, chiều nay lớp ta sẽ lên đường đi thăm và tặng quà cho những bạn nhỏ bị mắc bệnh ung thư các em nhé. Vâng ạ. Cô nghĩ rằng sự có mặt của các em sẽ giúp các bạn ấy có thêm niềm vui và động lực để chiến đấu với bệnh tật. Vâng ạ. Rất vui được gặp cậu. Tớ là Quỳnh Châu. Cậu tên gì thế? Tớ là Minh Anh. Cậu nhận lấy quà đi. Tớ bật mí nhé. Đây là một cuốn truyện cổ tích rất hay. Cậu có thích món quà này không? Tớ cảm ơn. Cậu có mái tóc thật đẹp. Cậu nói sao cơ? Tóc tớ ư? Ừ, tóc cậu đó. Ngày xưa tóc tớ cũng dài bằng tóc cậu bây giờ đấy. Nhưng sau khi trải qua những đợt hóa trị, xạ trị, nó đã bỏ đi mất rồi. Tớ không còn tóc nữa. Lúc đầu tớ đã rất hoảng sợ và lo lắng. Con gái ai mà chẳng thích tóc mình xinh đẹp chứ, ngay cả khi đang bị bệnh. Tóc cậu dày quá, thích quá, giá mà. Hôm nọ con đòi cắt tóc ngắn, sao còn lưỡng lự vậy? Dạ không ạ.
thưa chị, chị muốn cắt tóc cho cháu thế nào ạ? À? Anh cứ hỏi con gái tôi ấy, có vẻ như cháu nó muốn làm thế nào đó. Ok, được thôi, chú rất sẵn lòng. Cháu có muốn làm gì cho tóc của mình thẳng và mượt hơn không? Ví dụ như ép chẳng hạn. Không ạ, cháu thấy tóc cháu đẹp rồi, không cần phải làm gì hết đâu ạ. Cháu cảm ơn chú ạ. Của cháu đây, cảm ơn cô bé đã tới cắt tóc nhé. Vừa nãy con nói gì với chú thợ cắt tóc thế? Mà túi gì đây con? Túi đựng tóc đó ạ. Con đã nhờ chú ấy cắt cẩn thận để giữ nguyên một đoạn tóc dài. Con muốn tặng lại mái tóc dài của con cho các bạn nhỏ ở viện ung thư. Con nghe nói ở đó có phong trào quyên góp tóc cho bệnh nhân ạ. Con nghĩ ai cũng muốn mình thật xinh đẹp, kể cả khi bị bệnh. Con gái của mẹ lớn thật rồi. Thôi, mình về nhanh nào. Comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.